37. À, đây chính là sự khác nhau với đạo lý của nhân tài và nô tài. Việc này muội càng nghe càng không hiểu gì hết. Muội không hiểu. Đạo lý này muội không hiểu cũng được. Tuyên Kiều à, muội hãy đến Ninh Quốc đi, mang theo cái đầu của Vi Xương Huy đến gặp Thạch Đạt Khai, để ông ta tận mắt nhìn thấy. Vì Xương Huy chết đi, mối thù của Thạch Đạt Khai, trẫm đã thay ông ta báo thù, nhất định sẽ cảm kích trẫm. Tuyên Kiều à, muội hãy lập tức đi mời Thạch Đạt Khai về đây, chủ trì đại sự triều chính của Thiên Kinh. Không phải huynh không tin tưởng ông ta sao? Chuyện gì phải ra chuyện đó, dù gì cũng phải có người đứng ra chỉnh đốn quân sự. Muội không đi, huynh phái người khác đi đi, còn nhiều người khác mà. Muội là muội muội của trẫm, ai cũng đều biết trẫm rất cưng chiều muội. Muội đi cũng giống như trẫm đi. Thạch Đạt Khai mà nhìn thấy muội thì sẽ cho rằng trẫm rất coi trọng ông ấy. Muội đi cũng được. Muội toàn tâm toàn ý đi mời Dược Dương, ngoài ra không có ý gì khác. Được được, tùy muội. Muội cứ làm theo ý của muội đi. Trẫm mời ông ta về đây làm quân sư, đương nhiên là thành tâm thành ý rồi. Thôi được rồi. Lão sư, người nhìn xem, hết thu sang đông, bệnh cũ của ta lại tái phát. Người lui đi, ta và Dương đại nhân có chuyện muốn nói. Để học trò làm cho thầy, làm sao được chứ? Ta làm sao có thể để cho một đại quan của triều đình gãi ngứa cho ta chứ? Học trò nhờ có thầy mới có được ngày hôm nay. Thầy là ân sư của ta mà. Không dám, không dám. Bây giờ ta không còn ngứa nữa. Ngồi xuống đây, ta có chuyện này muốn nói. Có phải chuyện phái Mộc Ân đi đánh Vũ Xương không? Người đoán đúng rồi đó. Thầy chọn Vũ Xương là đúng lắm.
nhìn xa trông rộng. Tên Vi Tuấn đó nhất định đã rất hoang mang lo sợ. Cả nhà họ Vi đã bị giết sạch ở Thiên Kinh. Hắn mất đi chỗ dựa to lớn là Vi Xương Huy, nhất định sẽ không có lòng dạ nào đánh nhau. Thất bại là chắc chắn. Phái người đến Vũ Xương, không phải muốn người đến đó đánh nhau. Ngươi không cần mang theo một binh một tốt nào đâu. Học trò ngoài việc đánh nhau bằng vũ lực, đâu còn có cách nào khác. Đi làm mật sứ cho ta, ngươi thấy thế nào? Thầy muốn chiêu hàng Vi Tuấn, ngươi thấy có được không? Muốn chiêu hàng những người quan to, trước giờ chưa từng có chuyện này. Học trò cho rằng tính khả thi không cao lắm. Ngươi không muốn đi phải không? Học trò không sợ nguy hiểm, học trò đi được. Chỉ là thầy đừng có đặt quá nhiều hy vọng vào. Tổng đốc Quan Văn và tuần phủ Hồ Lâm Dực muốn ta giới thiệu một người đi làm chuyện này. Ta nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có ngươi và Bành Ngọc Lân là thích hợp nhất. Nhưng ông ta thì ở Giang Tây đánh Phủ Châu, nên đành phải nhờ đến ngươi thôi. Thầy quá khách sáo rồi. Nhưng học trò đi rồi thì thuyết phục hắn như thế nào đây? Nói gì thì cũng không chắc có thể khiến Vi Tuấn đầu hàng. Tung thật nhiều tin đồn tà đạo đều không ăn nhầm gì. Lần này ta định dùng tình người để đánh động trái tim của hắn. Học trò và hắn không thân thích họ hàng, có tình người gì mà nói chứ. Người hãy đợi thêm vài ngày khoan dội đi. Ta đã cho người đến Nam Kinh đi đón cháu ngoại của Vi Tuấn. Đứa bé đó vừa mới hơn 1 tuổi. Ta có thông tin chính xác về nhà họ Vi đã bị giết sạch hết. Chỉ có muội muội của Vi Tuấn là Vi Ngọc Nguyên và con trai của cô ta may mắn thoát chết. Bây giờ Ngọc Nguyên đã bị điên, đứa bé không có ai chăm sóc. Nếu như người mang đứa bé đó về cho Vi Tuấn, hắn sẽ cảm kích người vô cùng. Đây quả đúng là cách hay. Thôi được, học trò sẽ đợi thêm vài ngày. Người đâu? Có. Dực Dương, đại thù đã báo. Thiên Dương hy vọng Dực Dương mau chóng hồi kinh trợ giúp Thiên Dương. Từ nay Thiên Dương chỉ còn trông chờ vào ngài thôi. Chiến sự ở Giang Tây đang căng thẳng, để ta suy nghĩ rồi hẳn tính. Dực Dương, xin hãy lấy đại cục thiên quốc làm trọng. Ích Dương, Ích Dương, con hãy tiếp đãi cô của con đi. Làm món gì ngon ngon mời cô ăn. Lúc Dực Dương đánh trận Hồ Nam cũng kêu người làm thức ăn ngon cho ta. Kết quả là nhà bếp đã xào món rau dại cho ta ăn. Đi thôi. Hôm qua con nhìn thấy cái đầu của Vi Xương Huy, trong lòng giống như mình đã đập bể bình rượu ngũ vị vậy. Theo lý mà nói, thù đã được diệt, con nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao con vẫn không thể nào vui nổi. Trái lại, cảm thấy đời người như một vở tuồng vậy. Họ Vi đã bị diệt,
Thiên Dương chỉ trông cậy vào con. Lần này trở về quyền hạn tự khắc sẽ vào tay con, không còn ai ngăn cản con. Thiên Dương không thể nào không yên tâm. Không đơn giản gì đâu. Vì Sương Huy bị thất bại, Tần Nhật Cương và Trần Thừa Dung vẫn còn đó. Hai người đó đều là kẻ thù của Diệt Vương. Thiên Dương đang che chở cho họ, còn nói là họ có công đầu trong việc giết họ Vi. Họ sợ Diệt Vương sẽ về báo thù, chắc chắn sẽ dựa dẫm Thiên Dương. Bọn họ ngày ngày rót mật vào tay của Thiên Dương, vậy sẽ có kết cục tốt không? Toái Mưu nói rất đúng. Chức trách của ta thì luôn ở bên ngoài, trong kinh thành thì căn cơ không giống như Dương Tú Thanh vì Sương Huy bươn chải nhiều năm. Ta về đó rồi chẳng phải thế cô đơn độc sao? Nếu như từ chối thì sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của Thiên Dương. Con người ta hoàn toàn không tham lam đến ngôi vị dưới một người mà trên vạn người đó. Không về đó cũng được. Thiên Dương sẽ không vì chuyện này mà làm khó con đâu. Hiện giờ các tướng sĩ của Dương Tú Thanh và toàn bộ gia tộc đều đang rất ủng hộ Dực Dương. Hiện giờ con đang chỉnh đốn lại chính trị ở An Huy và Giang Tây. Ông ấy không dùng đến con thì dùng ai? Ông Tuyên Kiều đã tiết lộ với ta, văn võ toàn triều đều ca ngợi nghĩa khí của Dực Dương, đều hoan nghênh Dực Dương làm nghĩa dương, là nghĩa trong nhân nghĩa. Nhất trí đề cử Dực Dương làm thủ phủ, đề lý chính vụ. Đây chính là nguyên nhân ép người nhanh chóng về kinh. Chúa Công nói đúng lắm. Thiên Dương cùng với Tần Nhật Cương và Trần Thừa Dung liên minh lại sẽ không có chuyện tốt. Theo ta thì nên đặt thêm một điều kiện. Ý người là muốn Thiên Dương lập tức giết chết Tần Nhật Cương và Trần Thừa Dung. Đúng, đây không được tính là ăn miếng trả miếng. Bọn họ vốn dĩ là mối họa của Thiên Kinh Chi Loạn. Tại sao Vi Sương Huy bị giết mà lại giữ hai người đó lại chứ? Giết chết hai người đó thì sự liên minh của hai người đó với Thiên Dương sẽ không còn nữa. Đến khi con về đó thì sẽ không cần lo lắng về mối họa đó nữa. Chỉ sợ Thiên Dương không chịu. Không chịu thì không về. Người có thể nói hai người đó có mối thù diệt thân với người, không thể cùng nhau chỉnh đốn triều đình. Bàn tay hai người đó đã nhuộm đầy máu của các tướng sĩ ở Đông Điện và Bắc Điện. Không giết chết thì khó làm yên lòng dân. Chỉ cần giết chết hai người đó thì mới có thể giảm được mối đe dọa. Tại sao có chút chuyện như vậy mà cũng làm không xong? Sao muội lại hứa với ông ta điều kiện đó? Vua và thần lại phải trả giá như vậy, như vậy là bất trung. Huynh cho rằng Thạch Đạt Khai bất trung với huynh thì huynh đừng dùng đến ông ta. Cần gì phải giận dữ như vậy? Không dùng ông ta thì dùng ai đấy? Dùng ai? Hiện giờ văn võ toàn triều đều tôn ông ta là anh hùng trung căn nghĩa đảm. Muội cho rằng Thạch Đạt Khai đưa ra điều kiện này hoàn toàn không sai. Chẳng lẽ Tần Nhật Cương và Trần Thừa Dung hai người đó lại không phải là đồng phạm giết chết Phủ Đông Dương? Chẳng lẽ không phải là kẻ thù giết chết Phủ Dực Dương? Nếu như Đông Dương được rửa tội, nhưng kẻ giết người thì lại được ung dung ngoài dòng pháp luật, như vậy có thể khiến cho lòng người phục không? Quỳnh suy nghĩ lại xem. Chính tại hai người họ giết chết Dương và thúc thúc của Thạch Đạt Khai, họ còn xấu xa hơn cả Vi Sương Huy. Nếu muội mà là Thạch Đạt Khai, muội cũng sẽ không đồng ý để họ cũng đăng triều chung với mình. Như vậy có gì quá đáng chứ? Thạch Đạt Khai thật lợi hại. Rõ ràng ông ta biết tại sao Trẫm lại che chở cho hai người này, vậy mà lại muốn Trẫm giết chết họ. Phải chém đứt hai cánh tay đắc lực của Trẫm. Trẫm này không thể không chém được. Thật lợi hại. Thật lợi hại. Nói như vậy là huynh đồng ý rồi phải không? Thôi được rồi, kêu ông ta về đây đi. Nhưng Trẫm đã hứa, bây giờ lại đi giết chết Tần Nhật Cương và Trần Thừa Dung. Chẳng phải Trẫm tự nuốt lời mình, nói lời không giữ lời sao? Vậy trước đây huynh hạ mật chỉ để cho Vi Sương Huy và Thạch Đạt Khai giết chết Dương Tú Thanh, bây giờ lại đi rửa tội với Dương Tú Thanh, như vậy có được coi là nuốt lời, nói lời không giữ lời không? Muội à, được rồi, Trẫm nói không lại muội nữa. Tuyên Kiều à, Phó Thiện Tường có ở chỗ của muội không? Sao huynh biết?
Thiên hạ kỳ nữ, cả đời trẫm có không ít nữ nhi có những điều giáo dưỡng, những phẩm chất khác nhau. Nhưng trước giờ trẫm chưa từng gặp người giống như Phó Thiện Tường, tài mạo song toàn và đề cao tiết hạnh. Thật ra Dương Tú Thanh đối xử với cô ta hoàn toàn không tốt, nhưng cô ta lại vì Dương Tú Thanh làm ra những chuyện đó, thật sự rất đáng quý. Tuyên Kiều, muội hãy nói với cô ta, kêu cô ta đến phủ Thiên Dương tham gia triều chính, muội thấy thế nào? Thiên Dương hạ chiếu chỉ, đừng nói là cô ta, có Dương hầu đại thần nào dám không tuân lệnh không? Cần gì muội phải đi làm chứ? Một nữ nhi cao quý như vậy, dùng dương mệnh để ép uổng, trẫm thật không đành lòng. Tuyên Kiều à, nếu cô ta thật tình không muốn đến đây, trẫm tuyệt đối không miễn cưỡng, không miễn cưỡng đâu. Phó đại nhân, Viên Ngọc Nguyên điên loạn chạy khắp đường phố không chịu về đây. Được, ta và ngươi cùng đến đó, đợi bọn ta về đây rồi mà hãy đi. Đại nhân cứ yên tâm, ta không đi đâu, đứa bé vẫn còn chưa ăn no mà. Đi thôi. Có ai không? Đưa ta, ta ra ngoài một chút. Các vị tìm ai? Đứa bé này có phải là con của người đàn bà điên đó không? Đúng vậy, thật đáng thương. Vậy nó là con trai của Viên Ngọc Nguyên, cha của nó là Dương Phủ Thanh phải không? Đúng vậy, ta thấy đứa bé này thật là cao số, đã cắt chết hàng trăm người ở Phủ Đông Dương và hàng trăm người của Phủ Bắc Dương nữa. Chúng ta đến từ Vũ Xương, thúc thúc của đứa bé là Thừa tướng Vi Tuấn, biết được mẹ của nó bị điên, không ai chăm sóc đứa bé nên kêu chúng tôi đến đây để đón nó đi. Chuyện lớn như vậy ta không dám quyết định đâu. Chuyện này thì bà yên tâm. Ở đây ta có giấy giới thiệu, ta sẽ để lại, không làm khó bà đâu. Nè, sao lại bắt đứa bé đi vậy? Con ta họ Dương, không phải họ Vi, tha mạng cho nó đi. Ta không về nhà đâu. Ta không về nhà đâu. Con ta họ Dương. Tỷ mới đi có vài ngày, sao mùi ấy lại ra nông nổi như vậy, chạy lung tung. Để mùi ấy ra đường thì thật là mất mặt. Đều tại mùi. Mùi còn tệ hơn có Ngọc Nguyên. Mùi ra ngoài kêu Ngọc Nguyên về, về đến nhà nhũ nương nói với mùi có một người cao và một người thấp đến đây, đã bồng tiểu thấy mình đi rồi. Sao giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đến đây cướp người, thật là to gan, dám đến nhà của ta mang đứa bé đi, không giống người chuyên lừa gạt trẻ con. Nhũ nương nói hai người đó là người của Vi Tuấn phái đến. Phải rồi, còn để lại một bức thư này. Con của ta, đứng lại, đừng chạy. Nếu như thật sự là Vi Tuấn thì tốt rồi. Tỷ nhìn bộ dạng liên dạy của Ngọc Nguyên kìa, đứa bé không ai chăm sóc, có đưa đi thì cũng phải đưa đến chỗ của Dương Phụ Thanh, có cha của Thái Bình ở đó, sao lại đưa đến chỗ cửu cửu của nó? Vậy nghĩ là sao? Tỷ nói cũng rất có lý, nói là cửu cửu của nó đón đi là thật hay giả vẫn không biết. Tỷ mau cho người đến Vũ Xương dò la thử xem. Tỷ không ở nhà vài ngày lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy, đúng là chuyện gì cũng làm không xong. Được rồi, tỷ đừng trách móc nữa. Tỷ đã về đây thì muội cũng phải đi rồi. Muội đi đâu? Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có nơi nào cho muội dung thân? Có phải muốn đến chỗ của Đàm Triệu Quang không? Tỷ nói bậy gì vậy? Có gì mà mắc cỡ chứ? Muội chọn người đúng là giỏi thật đó. Tỷ là người chăm sóc cậu ấy từ nhỏ, nhưng mà chuyện gì? Sợ muội không đi được thôi. Ngoài Vi Xương Huy ra, ai có thể bắt muội chứ?
không phải bắt muội mà là trọng dụng muội. Ai bảo Thái Bình chi hoa muội thông minh quá làm chi? Làm cho đó hoa khô này như tỷ không dám so sánh. Muội không muốn làm gì nữa. Vừa nãy Thiên Dương có nói với tỷ rằng muốn muội đến phủ Thiên Dương. Không ngờ nữ trạng nguyên như muội lại bị Đông Dương cướp đi trước. Thiên Dương, muội không đi. Muội thà là một người nông dân, không muốn lại bước vào Dương phủ thêm một lần nữa. Tỷ biết muội rất khổ tâm. Tài trí của muội, phẩm hạnh liệt nữ của muội đều khiến cho Thiên Dương ngợi khen không ngớt. Thiên Dương từng nói với tỷ, cả đời ông ấy gặp rất nhiều nữ nhi, nhưng lại chưa từng gặp được một người giống như muội. Có nói gì thì muội cũng sẽ không đi. Tỷ nói với Thiên Dương, một người thanh cao như muội, Thiên Dương không thể dùng dương lệnh để ép muội. Nếu như muội không đồng ý thì ông ấy cũng không miễn cưỡng. Muội đã nói rồi, đừng nói là chuyện triều chính. Cho dù có nhường Thiên Dương lại cho muội thì muội cũng sẽ không đi. Nhìn muội kìa, một câu nói này của muội cũng đủ để kết tội phạm thượng rồi đó. Tỷ cứ tâu lại đi. Muội đã suýt chết rất nhiều lần rồi. Chết đối với muội không còn gì đáng sợ nữa đâu. Được rồi, tỷ biết trong lòng muội đang nghĩ gì mà. Có chuyện gì mà vui đến vậy? Đại ca, đúng thật là đa mưu túc trí, lại nghĩ ra được cách lấy cắp đứa bé vậy đây. Dương Tài Phúc nói với đệ sao? Đệ có biết không, kế phản gian đã dùng rồi, có thể tránh được rất nhiều sự đổ máu. Không cần đánh mà lại khuất phục được binh sĩ. Một tướng lĩnh tốt nên học cách không cần đánh mà thắng. Binh sĩ không cần đổ máu, vậy thì cần phải có lòng kiên nhẫn và có tấm lòng nhân ái, lại là những triết lý của huynh. Lữ Lục khấu kiến đại soái. Miễn lễ. Tạ đại soái. Đại soái, đây là người đã giúp đỡ chúng ta, tên là Hoàng Quảng. Còn đứa bé này chính là cháu ngoại của Vi Tuấn. Đưa đứa bé qua đây. Đại soái, đứa bé này mặt mũi khôi ngô, sau này ắt sẽ là hào kiệt. Lữ Lục này có bồng nhầm không? Sao mà nhầm được? Đại soái xin cứ yên tâm. Đại soái, thần đã lén lút quán đổi rồi. Đứa bé ở chỗ của Vi Tuấn là giả, Vi Tuấn cứ tưởng đó là thật. Xin hỏi trong Thái Bình Thiên Quốc sao lại có nhiều người mang họ Hoàng vậy? Lần trước cuộc chiến ở Tương Đàm, chúng ta đã bắt được 60 tù binh, trong đó có 18, 19 người mang họ Hoàng rồi. Thật ra ta mang họ Dương, còn đa số những người họ Hoàng đó không phải là họ của ta. Thái Bình Thiên Quốc cấm mang họ Dương trong chữ Thiên Dương, không ai được mang họ đó. Theo ngươi thì Hồng Tú Toàn còn kiên trì được thêm bao lâu? Các người không đánh bại được đâu. Người tự tin như vậy, tại sao còn phản lại? Tại sao không cùng sát cánh với Hồng Tú Toàn? Là do ông ta tìm đến ta trước. Ta là người của phủ Bắc Dương, may mắn sống sót. Nói không chừng bị rơi vào hang cọp bất cứ lúc nào. Ta nghĩ nhân cơ hội lấy cấp đến Vũ Xuyên gặp Vi Thừa Tướng, ta đâu có phản lại ông ta. Nếu như ta không để ngươi được như ý, vậy thì Vi Thừa Tướng sẽ không tin đứa bé này là cháu của ông ta. Ông đường đường là một đại quan, sao nói mà không giữ lời? Người đùa thôi mà. Người đúng là trung thành với Hồng Tú Toàn, ta cũng sẽ cho người toại nguyện. Thủ lĩnh của người giết người vô số kể, nội loạn liên tục xảy ra, làm gì có tâm trạng để đánh nhau nữa.
Ta xem các ngươi còn chống đỡ được tới bao lâu. Thái Bình Thiên Quốc rất có nhiều hiện tại, Dực Dương Thạch Đạt Khai văn võ song toàn, không phải các người sợ ông ấy sao? Thanh triều hoàng đế không phải sợ đến nỗi không dám ngủ đó sao? Lữ Lục à, đưa cậu ta đi nghỉ ngơi đi. Dạ, còn không mau đi. Không ngờ một tên tiểu tốt mà lại ngoan cố đến như vậy. Chẳng trách bọn chúng là không chịu đầu hàng. Chiến bại thì thà tự thiêu tự chôn mình. Cái mà quan quân thiếu đó chính là tín ngưỡng. Người làm quan trong lòng phải luôn có hai chữ ngu trung. Người làm binh lính ngoài việc dơ vét tiền, tại sao họ lại cần đến chiến tranh? Nói như vậy, đại ca đã bỏ ra bao công sức để có được đứa bé đó, vẫn chưa chắc có thể cảm hóa được tên Vi Tuấn đang nắm giữ trong tay hai vạn đại quân đó. Ta cũng không dám chắc chắn. Nếu như không xảy ra cuộc chiến giữa Dương Vi ở thành Nam Kinh, chuyện chiêu hàng ta sẽ không bao giờ nghĩ tới. Đây đều là cái giá của sự nhân từ đó sao? Ta thật không hiểu. Ta thật sự không hiểu. Quẻ bói của ngài là tiểu hạn, chỉ gặp rắc rối nhỏ, không phải là chuyện đại sự gì. Không được lòng bề trên nhưng lại được lòng bề dưới, vẫn sẽ có đại cát. Và gặp được thuận lợi, hành xử đúng lúc, lấy việc nhỏ làm cát lợi, những gì mất đi chẳng đáng là gì. Dù có không được lòng bề trên nhưng lại được lòng bề dưới, nghịch trên nhưng lại thuận dưới. Từ quẻ bói này có thể thấy, nghịch với bề trên ắt sẽ có đại họa, còn làm bình dân bá tánh thì lại không sao. Tiên sinh, mời sang phòng bên dùng trà, lát nữa ta sẽ tăng ngân lượng. Sao hả? Bối vận mệnh sao? Thái Bình Thiên Quốc luôn xem trọng bói toán yêu thuật. Huống hồ quẻ bói này không cần dùng đến người khác xem đâu. Ta tự bói cho mình được. Nói như vậy thì Quỳnh cũng hiểu về Dị Kinh Lục Giao sao? Quẻ bói của mình chẳng phải tự bói cho mình là linh nghiệm nhất sao? Thạch Đạt Khai về đây, vừa mới vào Thiên Kinh thì lập tức đến phủ Dực Dương. Đây không phải là điềm tốt. Đây là chuyện thường tình thôi. Cả nhà chết rất thê thảm. Chúng ta có cần đi gặp ông ta không? Để ông ta bỏ qua chuyện cũ, sau này cùng chúng ta chỉnh đốn triều chính.
Chị bằng chuột đừng vẽ thêm râu cho mèo thì tốt hơn. Chuyện này thiên dương sẽ đứng giữa cho chúng ta. Chúng ta mà nói thì chắc gì người ta đã tin. Ta chỉ sợ Thạch Đạt Khai sau này trở mặt. Món nợ này có thể tính bất cứ lúc nào. Đừng quan tâm nhiều vậy nữa. Không có thiên dương che chở cho chúng ta, đầu chúng ta đã rơi từ lâu rồi. Có khi nào thiên dương bị Thạch Đạt Khai ép mà mềm lòng không? Vậy thì chúng ta sẽ không còn ai để dựa dẫm nữa. Không sao đâu. Thạch Đạt Khai hiện giờ đang nắm giữ hơn một nửa binh sĩ của thiên triều. Thiên dương sao có thể không sợ ông ta được? Trong triều có thể làm cho thiên dương tin tưởng được bao nhiêu người? Thiên dương bảo vệ huynh và ta chỉ là muốn kéo thêm vài người có thực lực giống như Thạch Đạt Khai thôi. Không thể ở lại Thiên Kinh lâu, không thể mất đi binh quyền. Chỉ cần trong tay có binh, đó chính là bức tường vững chắc, không thể nào đổ được. Hai khanh đều là lão huynh đệ của cuộc khởi nghĩa Quảng Tây. Bao nhiêu năm nay các khanh đi theo trẫm, vào sinh ra tử, lập biết bao nhiêu công, trẫm không bao giờ quên được. Tận trung vì thiên dương, tận lực vì thiên quốc, đó là bổn phận của thần. Thiên dương nói như vậy, chúng thần thật thấy hổ thẹn. Ngồi đi, ngồi đi. Từ sau khi cuộc chiến Dương Vi, hai khanh quay lưng lại với Vi Xương Huy, khiến cho hắn đơn thương độc mã. Đây là công lớn của hai khanh, trẫm sẽ không bao giờ quên. Hai khanh hãy nhận lấy một lại này của trẫm. Tạ thiên dương. Ngồi đi, ngồi đi. Do xảy ra nội loạn, quốc gia bị tổn thất, chiến sự bên ngoài bất lợi, đúng vào lúc triều đình chúng ta đang mạnh dần lên. Trẫm vẫn mong hai khanh tận lực vì trẫm. Thần không dám không tận lực. Thiên dương có gì căn dặn, xin hãy nói rõ. Các khanh cũng biết đó. Hiện giờ văn võ trong triều đều muốn Thạch Đạt Khai hồi kinh chỉnh đốn triều chính. Uy tín của ông ấy có được như ngày hôm nay, trẫm cũng cho rằng nên làm như vậy. Nhưng mà Thạch Đạt Khai năm lần bảy lượt ra điều kiện với trẫm. Ông ta nói, nếu không giết chết hai khanh thì ông ta quyết không chịu về triều. Thật khiến cho trẫm khó xử. Thiên dương, chỉ có thiên dương mới biết chúng thần trong sạch. Thiên dương, hãy nể tình thần trung thành với người bao nhiêu năm nay. Xin thiên dương khai ân. Thiên dương khai ân. Thiên dương khai ân. Trẫm biết, trẫm biết. Làm sao mà trẫm không biết cho được? Trẫm đã nhiều lần nói với Thạch Đạt Khai hãy bỏ qua cho hai khanh, nhưng Thạch Đạt Khai lại không chịu nghe. Hai khanh đã từng chính tay giết chết người thân của ông ấy. Hiện binh quyền đang nằm trong tay ông ấy. Thật sự làm khó trẫm mà, vô cùng khó xử. Nếu đã như vậy, thần không tiếc cái đầu này nữa. Nguyện lấy cái đầu của thần đổi lấy sự bình yên cho thiên triều. Thiên dương, thiên dương. Thiệt thòi cho hai khanh rồi. Thiệt thòi cho hai khanh rồi. Trẫm đã viết chiếu chỉ rằng đảm bảo cho gia quyến của hai khanh không bị tru diệt.
sau này sẽ ban tặng chức vị cho con cháu của hai khanh. Thần chỉ cầu xin một điều, hy vọng sau này được ban danh nghĩa trung thần, đừng giống như Vi Xương Huy, dù đã chết rồi mà vẫn bị người đời nguyền rủa. Thần cam tâm tình nguyện chết vì Thiên Dương, nhưng bị Thạch Đạt Khai ép đến bước đường này, thần thật không cam lòng. Xin Thiên Dương hãy nói một lời công bằng trước khi thần chết, chúng thần có chết cũng không hối tiếc. Được, được, Trẫm nói, Trẫm sẽ nói. Ngày mai hai khanh cứ lên điện, nhưng đừng nói gì cả. Ngày mai trước mặt báo quan văn nhỏ, Trẫm sẽ nói cho hai khanh. Tại Văn Vũ Bài Quan Miền Chiến, với nhìn mà ai vậy số chính. Tạ Thiên Dương, có thể Thạch Đạt Khai sẽ nể mặt Trẫm mà tha thứ cho hai khanh. Được như vậy thì tốt quá. Tạ Thiên Dương. Dực Dương đến. Thiên Dương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mau đứng dậy đi, không cần đa lễ đâu. Mau, qua đây ngồi. Dực Dương, hai khanh cũng ngồi đi, ngồi đi. Thiên triều bất hạnh, trong vòng 5 tháng mà xảy ra nội loạn, khiến cho rất nhiều trọng thần tướng sĩ chịu nhiều oan ức. Trẫm thật đau lòng. Cũng may mắn là Thiên Phụ không bỏ rơi chúng ta, để cho Dực Dương Thạch Đạt Khai hồi kinh chỉnh đốn triều chính. Trẫm cảm thấy rất yên tâm. Đây là điềm lành của Thái Bình Thiên Quốc ngày càng thịnh vượng. Trẫm đã nhận được rất nhiều lời đề nghị của các trọng thần trong triều, muốn tiến cử Thạch Đạt Khai làm Nghĩa Vương, là chữ nghĩa trong nhân nghĩa, để thay cho chữ Dực trong Dực Vương. Đây là tình cảm và sự tin cậy của quần thần đối với Thạch Đạt Khai. Mong Thạch Đạt Khai đệ hãy nhận lấy. Hôm nay Trẫm chính thức gia phong. Người đâu? Đạt Khai, hãy nhận lấy đi. Thần đa tạ tình cảm của các trọng thần, và cũng cảm kích các văn võ triều thần đã ưu ái tin tưởng ta. Chỉ là Thạch Đạt Khai không thể nhận ân điểm này của Thiên Dương. Chữ nghĩa từ xưa đến nay mang ý nghĩa rất thiêng liêng, rất cao quý. Rất nhiều bậc hiền nhân vẫn chưa dám dùng đến chữ này. Huống hồ Thạch Đạt Khai này làm sao mà dám dùng đến. Khanh đã lấy thiên triều làm trọng, thuận theo lòng dân, đây là chính nghĩa. Xin Đạt Khai đệ đừng từ chối nữa. Không, thần nhất định tận lực vì triều chính, đem hết sức mình để cống hiến cho đại cục. Danh nghĩa Nghĩa Vương đó thần thật sự không dám nhận. Đúng là nghĩa thần. Vậy thì tạm thời cứ để đó, sau này hãy nhận lấy. Lui xuống. Qua đây. Thần có chuyện này muốn xin Thiên Dương chỉ bảo. Xin cứ nói. Bây giờ Vi Tặc đã bị giết, nỗi oan của Đông Dương cũng đã được giải quyết. Nhưng sau khi Đạt Khai thần hồi kinh,
vẫn thấy còn chuyện bất bình. Nguyên nhân là từ đâu? Thần cho rằng đó là diệt cỏ chưa tận gốc. Tần Nhật Cương và Trần Thừa Dung đều là phản tặc hại nước hại dân, và cũng là đồng bọn của Vi Xương Huy. Nhưng hai người họ lại ung dung ngoài dòng pháp luật. Như vậy lòng người có phục hay không? Thiên Dương, thần xin Thiên Dương công tư phân minh, hãy giết chết hai người họ ngay để vừa lòng thiên hạ. Niệm tình hai người đó biết sửa chữa lỗi lầm, để có thể rộng lòng tha thứ cho họ không? Nếu thần tha thứ cho họ, vậy thì linh hồn của hàng vạn tướng sĩ bị chết oan kia sẽ không siêu thoát. Thần không cam tâm. Có thể để cho hai người họ cơ hội lấy công chuộc tội không? Nếu như vậy, Đạt Khai sẽ lập tức ra khỏi thành, không dám nhận trách nhiệm của Thiên Dương giao cho. Lòng người bất bình, triều cương khó vững, thần không còn cách nào khác. Chờ đã. Vậy thì hãy làm theo lời của đệ đi. Thiên Dương, Thiên Dương, Thiên Dương, các người cũng được xem là anh hùng, dám làm, dám chịu. Các người nên biết những gì mình làm là mang tội gì, tội không thể tha thứ. Nhưng các người cứ yên tâm, Thạch Đạt Khai ta tuyệt đối không giống các người tru di cửu tộc. Ta chỉ muốn giết chết hai người các ngươi, tuyệt đối không liên lụy đến cha mẹ huynh đệ các người, càng không liên lụy đến thuộc hạ tướng sĩ của các người. Đứng dậy đi, đứng thẳng lên mà chịu tội, đừng để cho người đời sau cười nhạo. Thiên Dương, Thiên Dương, Thiên Dương, Thiên Dương, Tần Nhật Cương, thần sống tận lực vì Thiên Dương, chết cũng sẽ tận trung vì Thiên Dương. Tần Nhật Cương, thần sẽ đi trước một bước. Thiên Dương, Trần Thừa Dung một lòng một dạ vì Thiên Dương, thần chết thật oan uổng. Thiên Dương, thần chết thật oan uổng. Thiên Dương, Thiên Dương, hai người đó đã chết rồi. Khanh có thể yên tâm và chỉnh đốn triều chính rồi đó. Thiên Dương, thần lấy danh nghĩa gì để chỉnh đốn triều chính? Phong Dực Dương Thạch Đạt Khai làm chủ tướng thống quân, chủ lý quân vụ. Chủ là trẫm, quân sư cũng là trẫm. Đa tạ ân nghĩa của Thiên Dương. Điện hạ làm quân sư là tốt nhất, để tránh điều không hay, thần chỉ khởi tấu là được rồi. Tập 38. Phong Dực Dương Thạch Đạt Khai làm chủ tướng thống quân, chủ lý quân vụ. Chủ là trẫm, quân sư cũng là trẫm. Đa tạ ân nghĩa của Thiên Dương. Điện hạ làm quân sư là tốt nhất, để tránh điều không hay, thần chỉ khởi tấu là được.
chúng ta đi thôi. Thừa tướng, Bắc phủ rất thê thảm, mối thù này không báo, thần ăn không vô, ngủ không yên đâu thừa tướng. Đứng dậy đi, ngồi đi, mời ngồi. Tạ thừa tướng. Vị này là một người bằng hữu gặp trên đường. Ông ấy bán muối, ông ấy vận chuyển muối cho quân đội của Thái Bình Thiên Quốc chúng ta. Đây là con của Ngọc Nguyên đó sao? Đúng vậy, cháu ngoại của ta. Đúng, hôm Bắc phủ bị càn quét, mẹ nó suýt chút nữa bị giết, nhưng được Hồng Tương Kiều cứu thoát. Ngọc Nguyên bị hoảng sợ hai lần nên đã quá đi, chạy nhảy khắp đường phố. Tiểu nhân sợ đứa bé bị người ta giết hại nên đã lén bồng nó đến cho thừa tướng. Trên đường gặp được vị Dương tiên sinh này, chính ông ấy đã giúp tiểu nhân đưa đứa bé ra khỏi thành. Nếu không thì ngay cả con chim cũng đừng hòng thoát ra được. Thật tội nghiệp cho đứa bé. Phải đi tìm một vũ nương có sữa. Từ bây giờ trở đi, người làm cửu cửu như ta sẽ nuôi dưỡng nó, lớn lên sẽ báo thù cho Vi gia. Người định như thế nào? Tiểu nhân còn có thể đi đâu chứ? Tiểu nhân về đến nhà rồi. Thưa tướng, tiểu nhân sẽ làm thuộc hạ cho người. Hiện giờ ngươi là lữ soái, sao có thể làm quan sai nữa? Tiểu nhân dù có làm chức quan cao đi nữa, trước mặt thừa tướng vẫn là một người lính, cả đời sẽ không thay đổi. Ông nhìn kìa, người của Thái Bình Thiên Quốc chúng ta đều có nghĩa khí. Tiên sinh, ta phải trọng tạ ông mới được. Người đâu? Chuẩn bị 200 lượng vàng. Thừa tướng, tại hạ sẽ không nhận một lượng nào hết. Ngàn vàng dễ tìm, bằng hữu khó tìm. Tại hạ được quen biết với thừa tướng, vậy là đã đủ lắm rồi. Vậy tiên sinh có muốn ở lại không? Thái Bình Thiên Quốc của chúng tôi rất cần người biết giỏi buôn bán. Đa tạ thừa tướng đã có lòng, nhưng mà tại hạ phiêu bạc quen rồi, chi bằng ta vẫn tiếp tục công việc bán muối tự do tự tại. Tiên sinh à, quân Thái Bình của chúng tôi không cho phép uống rượu. Xin lỗi, thất lễ rồi. Ta thấy tiên sinh không giống thương nhân. Thừa tướng sao lại nói như vậy? Thừa tướng làm vậy là có ý gì? Người bán muối, ai ai cũng đều phải dựa vào đôi vai của mình để kiếm miếng ăn. Trên vai họ đều có vết chai sạn. Ông chỉ buôn có một chuyến muối mà đau như vậy rồi, ông gạt được ai chứ? Thừa tướng quả là có mắt tinh tường. Ông còn cười sao? Ông không sợ tôi giết chết sao? Ông là gian tế, có đúng không? Nếu để như vậy, tại hạ không giấu giếm nữa. Muốn chém muốn giết, xin hãy tùy ý. Ta nói mà, ta thấy ông hoàn toàn không giống với người buôn bán bình thường. Thì ra là đô đốc Dương Tài Phúc đại nhân, quan võ nhất phẩm. Chúng ta đã từng gặp nhau trên chiến trường rồi, nhưng tiếc là chưa gặp tận mặt. Mời ngồi. Xin hỏi, lần này tiên sinh đến đây làm gì? Không phải là đưa cháu ngoại đến cho thừa tướng đó sao? Ông không sợ ta đưa ông ra ngoài để chém đầu sao? Không đâu.
Đứa cháu của ngài đến từ ngàn dặm xa xôi, nếu không được cho là công lao thì cũng không đến nỗi phải rơi đầu. Nếu như tướng quân nhỏ nhen hẹp hòi như vậy thì làm sao thành đại sự? Túc hạ đã công ngàn dặm xa xôi đưa đứa bé đến đây vì lý do gì? Vì sự an toàn của ngài. Túc hạ có trong tay hàng vạn binh mã, vũ xương thì vô cùng kiên cố, ta có gì mà không an toàn chứ? Thừa tướng chẳng qua là đang cố chống đỡ mà thôi. Hiện giờ Dương gia thất thế, Vi gia thất thế, Thạch Đạt Khai lâm triều chấp chính, ông ta là kẻ thù của ngài, ngài còn có được kết quả tốt sao? Tiên sinh đến để dùng kế phản gian. Đây mà là kế gì chứ? Hiện giờ bốn bề của thừa tướng đều là địch. Lệnh huynh đắc tội với Dương Tú Thanh, cả nhà Dương gia và các tướng sĩ của ông ấy đều rất hận ngài. Thiên Dương hạ lệnh diệt Vi, Thiên Dương cũng sẽ không tin tưởng ngài. Ngài không sớm tìm cho mình con đường thoát thân, lỡ như đại họa đến, vậy thì coi như xong đời. Ta tận tâm tận lực vì Thiên Quốc, chết không hối tiếc. Ông đừng mong ta sẽ đầu hàng giặc Thanh. Ăn cơm đi. Xem ra Tăng Bộ Đường đã nhìn lầm người rồi. Tăng Bộ Đường nào? Là Tăng Quốc Phiên sao? Thì ra là ông ta phái ông đến. Đúng vậy, lão già họ Tăng đó. Hắn đã giết biết bao nhiêu là huynh đệ Thái Bình của ta. Hắn là tên đầu sỏ của giặc Thanh. Ông về nói với lão già đó, sẽ có một ngày ta bắt ông ta, ta sẽ lột da xé thịt của hắn. Ông cười cái gì? Ta cười thừa tướng hoàn toàn không hiểu về Tăng Bộ Đường đó. Trước khi gặp thừa tướng, ta nghe người ta nói các vị là những người giết người không gớm máu, mà còn là ăn tim người nữa mà. Không ngờ thừa tướng lại là một người nho nhã đến vậy. Tăng Bộ Đường cũng vậy, là một quân tử khiêm tốn. Các vị không nên mắng chửi nhau. Mỗi người có một chủ nhân mà. Ông đừng nói đến chuyện này nữa. Ta không làm khó ông, ông cũng đừng làm khó ta. Sáng sớm ngày mai ông hãy về đi. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau trên sa trường. Đến lúc đó ta sẽ không khách sáo đâu. Đao kiếm của ta là vô tình. Không cần phải vậy đâu. Ông chưa chiêu hàng được ta mà lại bị ta phá tan ý định, sẽ lại không cần chứ? Gặp được chiến tướng của Thái Bình Thiên Quốc, thật không uổng phí. Thừa tướng tiếp đãi chu đáo như vậy, thật là hân hạnh. Sau này nếu chúng ta gặp nhau trên chiến trường, ta nhất định sẽ dành cho ngài một con đường sống. Mời. Chúng ta có rút lui không? Người không nhận ra sao? Thạch Đạt Khai hoàn toàn không có ý muốn tấn thủ Vũ Hán. Dường như ông ấy muốn toàn lực bảo vệ Giang Tây. Người xem trong tay chúng ta chỉ có bao nhiêu binh, không bảo toàn lực lượng, sau này sẽ càng khó mà đứng vững. Vậy khi nào mới rút lui? Ngày mai. Rút từ cửa đông, đi dọc theo bờ sông. Chúng ta ba lần chiếm Vũ Xương, ba lần rút lui, không biết là có lần thứ tư tấn công vào Vũ Hán hay không.
Trần Thiên Hồng, Dực Dương đang chờ ngài. Dực Dương, Dực Dương, giảng muội đâu? Cô ấy không đến. Cô ấy là bùa hộ mệnh của Khanh mà. Vào đi. Mấy tháng nay trong Thiên Kinh chúng ta máu chảy thành sông, cần phải cẩn trọng đó. Hải Dương, có. Người hãy từ chối hết khách, nói là ta có việc quan trọng. Dạ. Ngọc Thành, người có đoán ra được tại sao ta lại gọi người từ An Huy về đây không? Dực Dương thúc thúc gọi con về có việc gì sao? Ta muốn tạ lỗi với người. Chẳng lẽ Dực Dương đã giết lầm người? Nếu không thì có gì để xin lỗi chứ? Chuyện không sai, nhưng cũng nên xin lỗi mà. Ta lại giết chết thúc phụ của người, thật sự là bất đắc dĩ. Ông ấy đi theo Vi Xương Huy đã làm rất nhiều việc xấu xa. Đúng vậy, con đã khuyên thúc thúc, khuyên thúc ấy đừng xen vào chuyện tranh giành triều chính, mà hãy ra ngoài lĩnh binh đi đánh giặc. Nhưng thúc ấy là không chịu nghe lời, nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Đó là thúc ấy tự chuốc lấy, không thể trách Dực Dương. Ngài không cần phải xin lỗi. Hiếm thấy một người trẻ tuổi như người mà lại hiểu chuyện đến vậy. Ở tiền tuyến, người cũng biết rõ, do xảy ra nội loạn mà rất nhiều tướng sĩ bị phân tâm, nản lòng, khiến cho mấy trận chiến bị thất bại. Vì tuấn không đánh mà lui về Vũ Xương. Ngay lúc này, chúng ta nên trên dưới một lòng, đồng thanh hiệp lực. Ngọc Thành, người ở An Huy thống lĩnh một phương, mong người hãy lấy đại cục làm trọng. Người không cần căng dặn. Thúc thúc của con tuy là có tội, nhưng thúc ấy cũng đã tận lực vì Thiên Dương. Con cũng sẽ tận trung vì Thiên Triều. Điện hạ giết chết thúc thúc của con và Tần Nhật Cương để giữ vững triều cương, con không nói hai lời và cũng không oán trách. Nguyện từ nay về sau tận tâm tận lực góp sức vì Thiên Triều, không để xảy ra bất cứ sai lầm gì. Người nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Con muốn thắp nén hương cho thúc thúc, không có cấm kỵ gì chứ. Thúc thúc của người tước vị còn đó, phong hiệu vẫn còn đó. Người cứ việc đi tế lễ thúc thúc. Ta nghĩ một ngày nào đó ta cũng phải đến đó cúng tế ông ta, nhưng không phải là bây giờ. Tạ Dực Dương thúc thúc. Nàng cho rằng Tẩm hiện giờ vẫn còn gì để lo lắng không? Thiên Dương nhất định cho rằng thần sẽ nói người không có nỗi lo gì, như vậy cũng thuận theo tình và lý thôi. Vì Xương Huy bị giết, nguy hiểm đã qua đi, đã không còn thiên phụ làm khó bệ hạ nữa, lại không có Vi Xương Huy khống chế Dương Quyền, vẫn còn gì không yên tâm chứ. Nàng nói rất đúng. Nhưng thần cho rằng Thiên Dương lòng dạ vẫn còn bất an. Nàng chỉ là đoán bừa thôi. Cảm thấy Thạch Đạt khai vượt qua được Dương Thú Thanh, vậy còn lo lắng gì nữa chứ. Thần cho rằng Thiên Dương đừng nên quá tin tưởng Thạch Đạt khai. Sao lại nói vậy? Trước đây Đông Dương thống quản quân chính, được mọi người biết đến, đó là do ông ấy là quân sư. Nhưng bây giờ Thiên Dương lại giao cho ông ta làm thống quân chủ tướng, ông ấy sẽ nghĩ sao đây? Nhưng Trẫm hoàn toàn không phong chức quân sư cho người khác. Nếu như Thiên Dương phế bỏ chế độ quân sư, vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng Thiên Dương lại không phế trừ chức quân sư, mà lại tự mình làm quân sư. Rõ ràng cho thấy Thiên Dương muốn thu hồi lại quyền lực. Nàng nói không đúng. Được rồi, nàng quay về nghỉ ngơi đi. Thần xin cáo từ.
咬咬来来来来来来瞧瞧哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎Hai Khanh vẫn như vậy, không một chút tiến bộ. Trẫm triệu Hai Khanh vào phủ là muốn các Khanh giúp Trẫm việc điều chính. Vậy mà hai người là ở đây chơi đá dế, thật chẳng ra làm sao. Không có gì để làm mà. Thạch Đạt Khai đó hoàn toàn xem hai thằng không ra gì. Chúng thần đi đến đó, hắn ngồi cười nhạo và nói, cứ tự nhiên, không cần phải giả vờ chăm chỉ làm gì. Người nghe thấy lời này xem có tức hay không. Hai Khanh phải suy nghĩ vì Trẫm mới được chứ. Ngài muốn chúng tôi lo lắng cho ngài từ khi nào vậy? Ngài xem người ngoài là tâm phúc của mình, nhưng sau đó thì sao? Hết người này đến người kia phản lại ngài. Thạch Đạt Khai đó đáng tin đến vậy sao? Theo ta thì chưa chắc đâu. Tiếng nói của ông ta trong và ngoài triều rất có uy. Lúc đầu tiếng nói của Dương Tú Thanh chẳng phải cũng rất có uy sao? Lòng người có thể thay đổi. Lòng tham của con người là vô hạn mà. Đề phòng thì tốt hơn. Đúng vậy, đánh hổ vẫn là huynh đệ ruột, ra xa trường thì phụ tử vẫn hơn. Ta thật sự không hiểu tại sao đệ lại không chịu dùng người của mình. Phải rồi, chúng ta học hành không tới đâu, không có bản lĩnh gì. Nhưng chẳng lẽ ngay cả tư cách là người nhà cũng không có sao? Ít ra là trung thành, so với những kẻ mưu phản thì còn tốt hơn nhiều. Trẫm phong Hai Khanh làm vương như thế nào? Có thật không? Huynh đừng tin đệ ấy. Ngay cả thừa tướng mà đệ còn không chịu phong cho. Hai người chúng ta chỉ là có chức không quyền mà thôi. Trẫm thay mặt thiên phụ không có nói đùa. Nhưng vương thì có thể phong cho, nhưng các Khanh phải cố gắng. Các Khanh phải trợ giúp cho Dực Dương, học bản lĩnh của ông ta. Nếu như các Khanh thật sự có tài, thì hà tất gì chẳng phải cầu cạnh người ta chứ. Tốt quá rồi, nên như vậy từ lâu rồi. Phong Dương cho ta thì nên đặt tên dễ nghe một chút. Nhất văn nhất võ, thế sao? Không, chỉ bằng phong là An Dương, Phúc Dương, bình an và có phúc. Bình thường vô cùng. Được, được. Trẫm sẽ nghe lời Khanh. Phong cho Khanh là An Dương, nhị ca là Phúc Dương. Đây mới chính là huynh đệ ruột. Điện hạ, có một tin lạ người vẫn chưa biết sao? Không phải là tin lạ như là gà mái cất tiếng gáy, như cây thiết nở hoa chứ. Chuyện này còn lạ hơn như vậy nữa. Thiên Dương mới phong Dương cho hai người. Người đoán xem là ai? Mong đắc ân ắt sẽ có. Ông ấy là tâm phúc của Thiên Dương. Nếu không phải Dương Tú Thanh cản trở thì đã phong Dương cho ông ta từ lâu rồi. Không phải ông ta, đoán tiếp đi. Có thể Thiên Dương muốn lựa chọn những người trẻ tuổi có tài. Có lẽ là Trần Ngọc Thành, Lý Tú Thành. Cũng không đúng. Ông ấy đã phong An Dương cho Hồng Nhân Phát và Phúc Dương cho Hồng Nhân Đạt. Không phải là tin đồn đó chứ? Sao lại là tin đồn? Đã sắc phong rồi. Chuyện này chúng ta không hề hay biết gì hết. Phong Dương mà cũng không mời Điện Hạ một tiếng.
Ngài có biết An Phúc Nhị Dương đó làm gì không? Chẳng phải họ giống là những kẻ ăn không ngồi rồi đó sao? Thiên Vương lệnh cho họ trợ giúp việc điều chính, mỗi ngày sẽ đến phò tá điện hạ xử lý mọi việc, cùng trợ giúp chính trị đại sự. Hai người đó cho đi giữ cổng thành là hợp nhất. Năm đó Thiên Kinh xảy ra nạn đói, điện hạ đã đề nghị ra lệnh thả 3-4 vạn nữ nhi ra ngoài thành để tiết kiệm lương thực. Hai người này để làm khó các quan sai gác cổng, lục soát nghiêm ngặt. Mỗi một người phụ nữ ra thành đều phải để lại toàn bộ trang sức đồ quý giá, nếu không thì sẽ không cho ra. Đây chính là bản lĩnh của họ. Trước nay Thiên Vương rất công bằng, nhưng hai vị ca ca bảo bối cô ấy đầu thì mới lần đầu đòi được làm quan, Thiên Vương không đồng ý. Chẳng lẽ bây giờ hai vị này đã được huấn luyện, có bản lĩnh thật sự rồi sao? Đây không phải chuyện đùa. Ta thật sự không biết điện hạ sẽ như thế nào khi cùng xử lý việc điều chính chung gian. Rõ ràng là không tin tưởng điện hạ, phải họ đến giám sát người. Đừng có nói bậy. Người không nói, nhưng ta không thể không nói. Vậy thì ta cũng có lỗi với điện hạ. Thu hồi lại chức quân sư của ta. Chuyện đã như vậy, tên ngốc cũng có thể nhìn ra được. Không hoài đại trí, báo quốc vô môn. Lão nhị, chữ phúc trên cổng nhà của đệ có phải là dán ngược lại không? Tại sao lại dán ngược lại? Chẳng phải chữ phúc trong dịp năm mới cũng dán ngược đó sao? Đó gọi là phúc đến. Ca ca, hai ca ca của muội cùng lúc được phong dương, muội không vui sao? Vui được sao? Muội đang tức giận vì chuyện này đấy. Muội ganh tị à? Có phải muội cũng muốn phong dương? Tiểu muội muốn văn có văn, muốn võ có võ, đáng được phong dương. Nếu như được phong dương, muội ấy còn có thể giúp được cho Thiên Vương nhiều việc hơn chúng ta. Vậy thì phong đi, phong cho ai cũng vậy thôi mà. Dù gì người nhà vẫn hơn chứ. Nếu tiểu muội không phải là nữ nhi thì trẫm đã phong cho muội ấy từ lâu rồi. Muội ấy giỏi hơn hai huynh nhiều. Đừng có chọc muội nữa. Nếu như mà phong thêm một hồng tiên kiều, muội càng không dám ngẩng cao đầu ở Thiên Kinh này. Muội phải trốn đến nơi nào đó lánh mặt. Muội nói gì vậy? Hai huynh đây cũng đâu có làm chuyện gì mất mặt. Muội đi theo thì có gì không tốt chứ? Đi ra ngoài nghe xem. Văn võ khắp triều nghe được tin này đều vô cùng ngạc nhiên. Ngoài đường ngay cả đồng dao cũng có. Đồng dao như thế nào? Thân bất thân cùng chung họ, dương bất dương, huynh đệ dù gì cũng có lợi hơn người ngoài. Phong dương thì phải dành cho huynh đệ, mặc cho ai nói gì thì nói. Miệng mồm người nào mà thối vậy? Hạ lệnh, nếu người nào còn hát bài đồng dao này, giết ngay. Lấy được đầu của người ta nhưng không lấy được suy nghĩ của người ta, chúng ta giết người vẫn chưa đủ sao? Đồng dao gì chứ, đều do người ta bịa đặt ra để đầu độc thiên hạ. Thạch Đạt Khai đó chắc chắn vẫn chưa vừa lòng. Ông ta sẽ cho rằng trẫm đang chia quyền của ông ta ra. Được rồi, cứ để xem. Lòng tham của hắn từ từ lộ ra rồi đó. Nếu không, sao người lại nói là không đâu bằng huynh đệ ruột chứ? Đúng vậy, Thiên Dương. Huynh ấy thu hồi lại lệnh đi. Đừng để chuyện nhỏ xé ra to. Cùng lắm thì huynh cho hai huynh ấy một số ngân lượng. Tuyệt đối đừng phong dương. Muội sợ vì chuyện này mà làm cho lòng các văn thần võ tướng phải hoang mang. Muội thì hiểu gì chứ? Muội tưởng là bọn ta đây chỉ biết tiêu thú hưởng lạc thôi sao? Lần này bọn ta thật sự muốn giúp Thiên Vương cai trị triều chính. Cái gì mà văn thần võ tướng chứ? Nếu bọn họ phản đối, càng chứng minh trẫm làm vậy là đúng. Bọn họ hát những câu đồng dao đó chẳng khác gì ép trẫm. Ý trẫm đã định, quyết không thay đổi. Đúng, huynh. Dực Dương, An Dương và Phúc Dương đến. Chào An Dương và Phúc Dương. Sau này ngày ngày sẽ gặp mặt, không cần đa lễ đâu. Mời.
Sau này chuyện quốc gia đại sự, xin hai vị giúp đỡ cho. Còn phải nói sao? Chúng tôi không ra sức thì còn ai ra sức chứ? Trước đây là ngựa đánh giang sơn, lừa chấp điều chính, nhưng từ nay thì không được như vậy nữa. Hôm nay có chuyện gì không? Tiền tuyến ở Giang Tây Thủy Sương vừa chết hai vị tướng lĩnh, phải phái người đến đó lĩnh binh. Vậy thì phái một người đáng tin cậy. Muốn định cử người nào đáng tin cậy để lĩnh binh, xin hai vị nói rõ. Vi Tuấn sao không đến đó thay thế? Hắn và Thiên Dương có mối thù giết huynh, hắn sẽ chịu nghe lời chúng ta sao? Có phải không? Đúng. Còn có cả Vi Ý Đức. Vi Xưng Huy mưu phản, nhưng hoàn toàn không thấy Vi Tuấn tham gia vào âm mưu đó. Bao nhiêu năm nay, Vi Tuấn đã lập nhiều công trạng. Đâu thấy vì tội của người khác mà định tội ông ta. Nếu như vậy, thì trên dưới thiên triều sẽ không tìm ra một người trong sạch. Như vậy nghĩa là sao? Đây gọi là tha thứ sinh hư. Tối qua ta không ngủ được, nghĩ ra được một chủ ý hay. Phải những người trung thành đáng tin cậy nhất đi làm giám quân. Cấp bậc của giám quân tương đương với thừa tướng. Mỗi một quan viên tổng chế trở lên, phái một người đi giám sát bọn họ. Như vậy ai tốt ai xấu, người nào muốn thông đồng với địch mưu phản thì sẽ biết ngay. Đây là ý của Thiên Dương sao? Thiên Dương từ lâu đã nghĩ như vậy rồi, nhưng chỉ là nhất thời không tìm ra những người đáng tin cậy. Đúng vậy. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Có ai biết được người nào đáng tin chứ? Hôm nay thấy họ đáng tin, nhưng ngày mai chưa chắc là đáng tin. Ta có một chủ ý hay này. Hãy chọn người của họ Hồng trước. Họ Hồng chẳng phải là đáng tin cậy sao? Nếu như tất cả các quan viên tổng chế trở lên đều được phái đi giám sát, vậy cần phải mấy trăm người. Xem ra Hồng gia các vị phải nhanh chóng sinh thêm con cháu thôi. Giảng muội về rồi sao? Đưa muội. Ngồi đi. Nơi này cũng được quá chứ. Uống trà đi. Thấy sao? Trà gì mà thơm vậy? Quỳnh quên là mình đang đứng ở đâu sao? À đúng rồi, trà xanh Lục An nổi tiếng thiên hạ. Theo muội thì chúng ta nên mở tiệc chúc mừng Lý tướng quân. Cuộc chiến ở An Huy đâu phải chỉ mình ta lập công. Tại sao chỉ chúc mừng có một mình ta? Bây giờ huynh đã được thăng làm Hợp Thiên Hầu rồi, chiếu chỉ vừa mới đến, huynh lập tức sẽ thấy ngay. Trọng trách còn xa. Hợp Thiên Hầu chính là phải có trách nhiệm với thiên hạ. Những người không bằng huynh đã được phong hầu từ lâu, không phải huynh cho rằng Thiên Dương bất công với huynh chứ? Nhìn muội kìa, người ta chỉ nói đùa, muội cũng cho là thật. Là do huynh ấy tự nói, muội đâu có nói đùa. Nghe nói chuyện Phong An Dương Phúc Dương đã làm náo loạn cái Thiên Kinh. Có một số triều thần ngoại tướng nghe Dực Dương hạ lệnh, lập tức nghe lời điều khiển của ông ấy. Còn lệnh của An Dương và Phúc Dương thì không ai xem ra gì, mà còn cười nhạo. Vậy bọn họ chẳng phải muốn tự chuốc tội vào thân đó sao? Ai nói không phải? Mấy ngày trước muội về Thiên Kinh, trên đường gặp được vài người quen. Họ nói là Thiên Dương nổi giận, cho rằng Dực Dương có ý để cho quần thần chịu sự hành hạ của An Dương và Phúc Dương. Nếu các quần thần càng không chịu nghe lời của hai người họ, thì họ sẽ đi nói lại với Thiên Dương, nói xấu Dực Dương. Thiên Dương sẽ càng không tin tưởng Dực Dương, Dực Dương sẽ càng bức bối. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
Đúng vậy, đừng xảy ra thiên kinh chi biến thêm một lần nào nữa, nếu không sẽ phá tan thiên quốc này mất. Đúng vậy, thiên dương đã trải qua hai cơn sóng gió, ông ấy không dám lơ là nữa đâu. Vậy cũng không thể biến thành thiên hạ của Hồng gia chứ. Không thể trách gì cả. Chuyện này không thể trách Diệp Dương, nhất là thiên dương phong dương cho hai vị ca ca của mình. Đừng nói là người khác, ta cũng sẽ không phục. Nói thử xem, Hồng Nhân Pháp và Hồng Nhân Đạt có công gì với thiên quốc chứ? Chỉ cần là họ Hồng thôi là đủ rồi. Nếu như phong cho Tuyên Kiều tỷ tỷ thì muội mới tâm phục khẩu phục. Bây giờ chúng ta chỉ có thể mong chờ thôi, chứ cũng chẳng làm được gì. Ta lại viết một bức thư vì đại nghiệp của thiên quốc. Ta không sợ gì cả. Có chết ta cũng không sợ. Kính xin Chúa Công lựa chọn người tài biết lo cho dân. Câu này thì ổn rồi. Chấp hành pháp lệnh, chỉnh đốn triều cương, không phạm phải điều cấm kỵ, thưởng phạt phân minh, làm theo các quy củ. Câu này thiên dương sẽ không thích đâu, bởi vì ông ấy phản đối quy củ mà. Câu sau thì càng không ổn. Chọn người hiền tài thì quốc gia thịnh vượng, chọn người thân thì quốc gia sẽ vong. Câu này phải chăng là quá gay gắt rồi không? Chỉ có như vậy mới có thể thức tỉnh được thiên dương. Thật ra chúng ta nên nêu rõ tên của Hồng Nhân Pháp và Hồng Nhân Đạt. Chỉ đích danh mà họ vẫn quyết như vậy thì lòng người sẽ không phục. Có thẳng thắn quá không? Thiên dương mất thể diện. Tất cả những gì muốn nói đều viết trong đó cả. Chỉ như vậy thôi ta đã sợ thiên dương sẽ nổi nóng rồi. Lý Tu Thành đó vừa mới được phong hầu, đại ấn vẫn chưa được cầm trong tay thì nó quá quắt như vậy rồi. Hắn nói gì vậy? Ta không hiểu gì hết. Nói thiên dương phong vị cho người thân của mình, hắn đang nói ai? Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nực cười, không dùng người thân chẳng lấy dùng người ngoài. Người ngoài có tốt hay xấu ai mà biết được. Đúng vậy. Đạt Khai này, Khanh thấy sao? Lý Tú Thành tuy ăn nói có quá đáng, nhưng cậu ấy một lòng trung thành. Cậu ấy chỉ hy vọng thiên dương được thịnh vượng thôi. Vậy sao? Khanh cũng cho rằng chẳng không biết dùng người. Có phải ám chỉ Phúc Dương và An Dương? Chẳng thấy có người đang muốn gây chuyện. Mong Đắc Ân, Khanh lập tức soạn một chiếu chỉ cho Trẫm, tạm thời cắt chức Lý Tú Thành, phải tự ăn năn hối cải. Thần tuân chỉ. Ít Dương, con không về phòng ngủ sao? Con nhớ lại lúc sáng con nhìn thấy một cáo thị ngoài đường nên càng không ngủ được. Cáo thị gì? Cha muốn con nói cho cha nghe không? Con nói thử xem. Quốc gia gặp loạn lạc,
nhanh chóng triệu hồi kinh, tự nói mình ngu trung để vừa lòng chúa công. Im miệng! Sao con lại tùy tiện mở rương của cha? Cha viết bài thơ này vốn dĩ không để nó ở trong rương, là do con sợ cung nữ người hầu truyền ra ngoài nên mới cất lên cho cha. Ngược lại cha lại trách con. Coi như cha trách lầm con. Là do tâm trạng cha hỗn loạn nên viết lung tung thôi. Theo con là cha không có viết lung tung đâu. Con biết cha vô cùng thất vọng, muốn bỏ hết tất cả. Cha không muốn ở lại Thiên Kinh phụng sự Thiên Dương nữa, có đúng không? Nếu con đã đoán ra rồi thì chắc cũng không giấu con nữa. Con nói đi, cha không thất vọng được sao? Sống trong sự câu kết và đố kỵ của người khác, vậy mà còn ý nghĩa gì nữa chứ? Thạch Đạt Khai cha đây không sợ khổ, không sợ mệt. Cha chỉ sợ người khác không thật lòng với cha thôi. Nếu như cha bỏ đi, chẳng phải thiên hạ này sẽ sụp đổ sao? Cũng chưa hẳn là vậy. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. An Dương và Phúc Dương chẳng phải có thể giúp cho Thiên Dương đó sao? Cái đáng sợ nhất là quân thần nghi kỵ lẫn nhau. Nếu như cha không rút lui đúng lúc thì sớm muộn gì cũng sẽ chuốc lấy tai họa vào thân. Trải qua hai biến cố Dương Vi, lo ngại bóng gió thì cũng không có gì là lạ. Cha hãy thể hiện tấm lòng của mình thì chắc chắn sẽ thay đổi được. Không cần phải lo nghĩ nhiều, và cũng không cần phải nghe quá nhiều lời nói của các mưu sĩ như là Trương Tối Mưu và Tăng Cẩm Khiêm. Không phải mưu sĩ nào cha cũng tin tưởng tuyệt đối. Trong biến cố Dương Vi, quyền lực của Thiên Dương cũng bị ảnh hưởng. Cha vẫn chưa thể hiểu ông ấy sử dụng những thủ đoạn ông ấy đã sử dụng. Nhưng bây giờ ông ấy có những nghi kỵ vô cớ. Cha không thể nào trừng mắt đứng nhìn bi kịch đó. Không phải cha đã nói Thiên Dương có nỗi khổ của Thiên Dương sao? Con vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu thế nào là thủ đoạn. Thật ra Thiên Dương đã nhắm mắt làm ngơ cho Dương Tú Thanh, khiến cho ông ấy càng tác oai tác quái hơn. Đến lúc Dương Tú Thanh ngông cuồng nhất thì sẽ lệnh cho cha và Vi Xương Huy xử trí ông ta. Ngay lúc đó ông ấy nhìn thấy Vi Xương Huy có dấu hiệu uy hiếp ngai vàng của ông ấy, nên mới mượn tay cha để giết chết Vi Xương Huy. Ông ấy mãi mãi là người đầy mưu kế, luôn là kẻ thắng. Và sau đó người kế tiếp phải trừ khử đó chính là cha. Ngoài cha ra thì còn ai chứ? Nếu cha đã biết như vậy, tại sao lại từ An Khánh về đây? Ta cũng có một mộng tưởng, ta cũng có suy nghĩ cho đại cục của Thái Bình Thiên Quốc, nhưng sự thật thì lại khác hoàn toàn. Lý Tú Thành trình thư lên cho Thiên Dương, muốn Thiên Dương chọn hiền tài. Như vậy đã phạm phải đại kỵ. Thiên Dương hạ lệnh tước hết tất cả quyền chức của cậu ấy. Như vậy nghĩa là đã muốn dằn mặt cha rồi. Không phải cha có mối thù rất lớn đó sao? Cha phải biến Thiên Quốc thành một thiên đường chân chính của nhân gian. Bây giờ cha muốn buông xuôi sao? Cha hoàn toàn không quay lưng lại với Thiên Quốc. Nhưng nếu cha cứ tiếp tục ở lại Thiên Kinh thì sẽ không còn giá trị gì nữa. Cha đã xem thường huynh đệ Hồng Thị, vậy thì tiền đồ của cha ở Thiên Kinh này xem như không còn nữa. Cha đã rơi vào cái bẫy mai phục tứ phía. Cha đã không còn sức để chuyển đổi càn khôn nữa rồi. Cha mà đi thì thiên hạ sẽ càng hoang mang hơn, như vậy tổn thất sẽ càng lớn hơn. Biết đâu như vậy càng tốt, để Thiên Dương thức tỉnh.
để ông ấy biết mặc dù đây là giang sơn của Hồng Thị, nhưng phải nhờ những người khác gìn giữ giùm. Cha ra đi chính là đang bày tỏ tấm lòng với Thiên Dương, một lòng một dạ, trên không thẹn với Thiên Hoàng, dưới không thẹn với cổ nhân. Con sao vậy? Ích Dương, con biết cha bỏ Thiên Kinh đi là sai, nhưng con không thể thuyết phục cha. Trong lòng con rất khó chịu. Thank you.